Trọng Ân xin gửi lời kính chào đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Trọng Ân đang có mặt trên nhà của cháu Thanh, cháu nhỏ 8 tuổi mồ côi đang sống cùng với ông bà ngoại, ông bà cô chú ạ. Ngày hôm nay tranh thủ khi mà thời tiết chưa có mưa thì Ngân cũng về đây để thứ nhất là cũng thông báo với toàn thể quý ông bà cô chú là có anh lòng Chúa thương xót ở bên Hoa Kỳ thì đã chuyển cái số tiền 24 triệu đồng giúp đỡ cho cháu Yến Nhi. Ngày trước có một số cái lý do mà không triển khai được cái công trình để giúp đỡ cho nhà của cháu Yên Nhi. Chính vì thế thì cái số tiền mà anh lòng Chúa thương xót giúp đỡ là 24 triệu đồng là chính thức sẽ chuyển qua để giúp đỡ cho cháu Thanh. Thì sắp đến này thì Ngân cũng sẽ triển khai để làm ngôi nhà nho nhỏ đủ che nắng che mưa cho cháu Thanh, và hy vọng rằng sẽ được các ông bà, các cô chú, đặc biệt là bố của cháu Quý, trong cái hành trình sắp đến này khi mà về Việt Nam thì anh cũng có nói với Ngân là sẽ ghé thăm cháu Thanh và cũng sẽ có những cái sự giúp đỡ để xây nhà cho cháu Thanh. Ngân rất là vui mừng bởi vì với những cái thông tin như này thì ngôi nhà của cháu Thanh cũng sẽ sắp mà được triển khai. Chính vì lẽ đó thì Ngân cũng đã chuẩn bị để cùng với ông của cháu Thanh, và cháu Thanh là sẽ ra cái mảnh đất mà làm nhà cho cháu Thanh để đo đạc lại kỹ lưỡng. Nếu như mọi sự mà thuận tiện thì sau khi trên nhà của cháu Hương với cháu Hoa, anh em thợ bắt đầu triển khai trên đấy thì Ngân sẽ bắt đầu cũng đào móng và lấy vật liệu về để triển khai song song hai căn nhà, cháu Thanh với cháu Hương, cháu Hoa. Sự rất là vui mừng khi mà có những cái thông tin này. Ngân hy vọng rằng sẽ đón nhận được thêm những cái tình cảm, sự giúp đỡ, yêu thương của toàn thể quý ông bà, các cô chú, các anh chị để những công trình yêu thương của các cháu sớm được hoàn thiện. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị là sẽ đi vào bên trong để cùng đón ông với lại cháu Thanh ra phần đất mà chuẩn bị xây nhà cho cháu Thanh ạ. Hy vọng là ngày hôm nay thì sẽ có cháu ở nhà, thì Ngân thấy là có cái xe đạp của cháu ở đây thì phải. Đấy, hiện tượng là một lát nữa lại bắt đầu là trời lại đổ mưa ông bà của chú ạ. Mấy ngày hôm nay thì cứ sáng nắng chiều mưa liên tục. Ngày hôm qua thì buổi sáng thì lại mưa, buổi chiều thì lại khô và đêm nó lại mưa. Cứ thất tha thất thường như thế, cho nên là cái việc mà triển khai nhà trên cháu Hương với cháu Hoa thì vẫn chưa có làm móng được. Mặc dù là vật liệu xây dựng thì Ngân cũng đã nhập về đấy hết rồi, nhưng có lẽ là cũng chỉ trong một vài ngày tới nữa thôi thì cái thời tiết nó không mưa nữa thì anh em sẽ tranh thủ để làm móng trước ông bà cô chú ạ. Cháu Hùng. Cháu ông. Dạ. Vâng, cháu ông ạ. Vâng. Vâng, ông khỏe chưa ông ơi? Vâng, khỏe. Dạ vâng, vâng. Có cháu Thanh ở nhà không ông? Vâng. À thế là hôm nay không phải học chiều à? Hôm nay cha mẹ đồng ý. À. Rồi. Ông ơi, đi xuống đây con đón ông với đón cháu đi qua cái bên chỗ vườn ngô mà cái bãi đất với. Vâng. Báo cáo với ông là chia sẻ một cái thông tin là cũng được các ông bà cô chú là quan tâm thì có thể là trong ngày nay mai thôi là cháu cũng về để đào móng nhập vật liệu về để làm cho cháu cái căn nhà nhỏ nhỏ. Cho nên là bây giờ ông cháu mình ra ngoài kia để xem cụ thể cái đất như thế nào thì để mình cũng chuẩn bị dần được không ạ. Bé Thanh chào các ông bà chưa nhỉ? Hình như là chào trên kia mà chưa có to nên ông bà chưa nghe hay sao ấy. Con chào lại các ông bà đi con. Con chào các ông bà ạ. Bây giờ thì cùng với ông là mình đi sang bên chỗ như chuẩn bị là làm nhà mới nhá. Dạ. Đi ông ơi, đi đi xe của con thôi, không phải đi xe đạp nữa hôm nay. Ông mang giúp cho con một cái con dao với, mang theo một con dao. Ở bên kia không biết là có cây cọc cắm gì không nhỉ? Có đấy nhỉ? Không có đâu. Sao không có ạ? Có của người ta. Thôi mình xin vài cái cũng được chứ. Hay là cầm vài cây ở đây thì thấy nhà ông có này này. Đấy, không thì tí sang bên kia là không có không. Lấy mấy cây. Đấy, mấy cái này này. Ok. Đấy, mấy cái này này. Đấy. Đấy, Thanh ơi, sang đây lấy mấy chú nào. Lấy vài cái đi để sang bên kia mình cắm. Nếu như quên nó chắn này này. Vâng.
Đấy, cái đấy cũng được đấy. Đấy, thế này. Vâng. Chắc không ông? Cái đấy chắc không? Cái gì? Quá là chắc à? Vâng. Đây, cục. Ngon hơn chứ? Nó mọt không? Không, không mọt đâu. Để mình qua tranh thủ cắm ông ngoại con ơi. Cháu chỉ sợ là đây thấy bầu trời là thấy đen đen rồi, chuẩn bị là mưa ấy. Đấy, có cọc sẵn rồi. Qua bên kia thì có dây luôn rồi. Lên xe rồi. Đấy, chuẩn bị làm nhà mới nhá. Thế thì qua thì làm xong thì ông bà cũng phải dỡ cái nhà này hay còn để không? Ví dụ như làm xong nhà. Cứ khả năng là cứ để đây nhỉ? Để cũng được mà vâng, cũng được. Vâng. Hay là lúc đấy ông bà lại chuyển qua bên kia ở, còn chỗ này thì cứ để thế này thôi. Đấy. Vâng. Làm chắc là cũng diện tích nhỏ nhỏ thôi ông ạ. Tầm bao nhiêu mét vuông? Sau này về cơ bản là lâu dài chắc là một mình cháu thì cho nên làm tầm khoảng độ 50 mét vuông đổ lại thôi. Vâng. Vâng. Tầm thế thôi. Vâng. Coi là có chỗ kín đáo rồi an toàn cho cháu thôi. Ông lên lên trước đi ông. Vâng. Vâng, con để cái que này vào đây đó. Đây ông ạ, đây. Bên này, đây. Ông lên đi ạ. Vâng. Rồi. Đấy. Rồi, đến đây rồi. Rồi, xịt tốp ở đây cũng được à? Rồi. Đến nơi. Rồi, ông ơi, xuống đây này. Vâng. Ồ, bé Thanh xuống đây nào. Rồi, đến nơi làm việc rồi. Ui, ra tới đây thì bắt đầu lại thấy nắng rồi này. Nắng này chuẩn bị mưa đây ông bạn này. Đấy, ông mù này. Mù mịt đi rồi. Cái này một lát nữa là mưa là cái chắc luôn đấy. Rồi. Mặc dù là nắng đâu ông bà cô chú này. À, nhưng mà lại mây đen này, kéo đến này. Rồi. Đang muốn đấy. Đấy, đang muốn mưa nhưng mà không làm được không ạ, không làm được việc. Vâng. À. Nhiều ông bà cứ nhìn cái chỗ mà chuẩn bị làm nhà cho cháu Thanh thì cứ khen là đẹp ông bà cô chú ở đây giống như kiểu phong thủy đẹp. Bởi vì là ngay như ở trên phía sau thì có một cái dãy núi đá rất là đẹp này. Ở trên đấy thì có rất là nhiều tổ ong luôn. Đây mùa ong mật đấy. Đi vào đây con. Ô, tự dưng ra đây là nắng không nhỉ? Vâng. Ông ơi bây giờ nếu mà chia cho cháu Thanh là chia ở từ cái đoạn nào? Hay là hết cái khu này, hết vườn ngô này? Vườn ngô này đi. Ui, hết vườn ngô này luôn à? Vâng. Thế thì rộng quá nhỉ? Nhưng mà đang làm ở cái góc này. Vâng. Vâng. Đang làm cái... Nếu mà làm nhà thì ông muốn làm cho cháu ở góc nào? Này, vâng. Phải xa hành lang chứ mà. Vâng, xa hành lang với lại đấy. Lại xa cái dây điện một tí nhỉ ông nhỉ. Đấy, xa hành lang. Mình cứ lui lui về đằng phía sau này một tí cũng được. Đây này. Vâng. Đấy. Đây đủ chứ? Đủ không sát ạ? Sát cái bờ nhà bên kia này. Rồi sát mình phía sau mình để lại một tí không ạ? Vâng, cũng phải để thôi, còn vâng. Mét thôi. Vâng. À cái này thì ví dụ như sau này có làm chuồng trại chăn nuôi gì cho cháu thì có thể mình làm tít bên kia cũng được mà không nhỉ? Bởi vì nó rộng, rộng đất rộng quá ạ. Mình mông cái này là có ông có nắm được là bao nhiêu mét đúng không? Chưa biết. Chưa đâu à? Chưa nhìn sổ gì không? Có, chưa nhìn sổ thôi. Vâng, không nhớ rồi đúng không ạ? Vâng. À, rộng quá. Thế là bây giờ là để lại hành lang phía sau là một tí không nhỉ? Vâng. Còn mình làm nhà ra cái khu này đi. Đấy. Vậy. Nên sát. Nghe sát sát đây. Để đằng trước còn có chỗ nhà trường mà vâng. Có điều kiện mình phải lợp ra thêm chứ để cái chân như đấy cho vâng cho thoải mái đúng không ạ? Cái này thì cháu nghĩ là chắc là làm nhà ngang đúng không nhỉ? Vâng. Vâng. Đất rộng này làm nhà ngang nhìn nó rộng rãi nó to hơn. Vâng, thoải mái hơn, làm nhà dọc là nó hơi bị nó nhìn cảm giác nó hơi nhỏ nhỉ. Mình làm Nhà không phải là nhà ống đi. Vâng, không phải làm nhà ống, mình làm nhà ngang đi. Nhà ngang người ta gọi là nhà làng đi. Vâng. Dạ. Không, kiểu kia. Vâng. Nhà ngang. Dạ, nhà ngang kiểu kia. Thế bây giờ là chiều ngang là con đang tính là nếu như thế làm 8 mét này. 8 mét chiều ngang này, với lại 5 mét về chiều sâu này là thành 8 × 5 = 40. Tầm 40 mét vuông. 5 × 8 = 40. Vâng. Đấy.
làm khách khác mai kia cái trước đến sân còn rộng rộng tí. Vâng, thế là đường đi vào trong kia đấy, xong rồi vào sân này đấy, nhà là ở ngang này đấy, núi là tựa bên đằng này đúng rồi, xong rồi hướng là mặt qua bên phía này đấy. Vâng, là hướng nam. Vâng, thế là hợp lý. Thì đây là vâng được. Vâng, bởi vì đằng kia đủ 5 mét thì ui thoải mái. Cái này cái đá này không biết nó to chắc không ảnh hưởng đến đâu không nhỉ? Đến chứ. Vâng, mình làm vâng. Thế bây giờ ông cháu mình cứ thử đo đi xem ông nhỉ. Thử đo đi nhé. Đo cái gì? Chiều bây giờ mình cắt ra đây từ trong kia ra 1 mét đấy gì? Vâng, không, khoảng mét thôi. Khoảng 1 mét thôi. Xong rồi mình đo xuyên ở đằng này. Vâng, là xuyên đằng này thôi mà. Vâng, là được 8 mét đi. Vâng. Vâng, còn từ trên kia xuống đây là 5 mét. Ừ. Vâng. Thế bé Thanh cầm cái que kia, à ông cầm cái que, còn bé Thanh kéo cho chú nào, con quay qua bằng này, đây, rồi một con bỏ ra đó, con bỏ ra đó, cứ bỏ ra tầm 1 mét đi ông nhỉ, 1 mét 2 mét cũng được, hai mét à, rộng thì nó để có lối đi nhỉ, kia mà, vâng, ủi đất mình ông cái này, cháu cứ để tầm 2 mét nhá, vâng, thế này, vâng, 2 mét, vâng, ủi ôi cái thước ơi, thước gì đều thế nhỉ? Buồn thế cái thước này. Rồi, đến đấy nhỉ ông nhỉ? Vâng, vâng, đến đây nhá, 2 mét nhá. Rồi, 2 mét đó con thả ra. Kéo đấy, đây vâng. Cũng được, kệ nó đấy. Vâng. Đây nó đi đằng này. À, thấy cái này chứ, cái này mới đúng này ông này. Ờ, đúng được. Vâng. Kéo sang tận bên này, Thanh cầm cho chú. Thanh cầm cho chú con. Đó, con để sát vào chỗ cột nhá, cúi xuống con. Ôi trời ơi, cái thước này chán đời thật, có 1 mét 8 nhưng được 3 mét đâu. Con ngồi cúi xuống, con cúi xuống. Đây coi như thước này khổ quá. Nó để sát được cái đấy nào. Rồi. Ở đây đến đây là 1m9 này ông này. Rồi. Anh tiếp tục nào. Đây con. 9. Thước hoàn cảnh quá. Mấy lần đi toàn quên, toàn mất thước đi này. 1m9 là 3m8. Ở đây là 3m8. Cái này chiều này phải 8m cơ. Ừ. Rồi, con nhổ cái đấy con. Nhổ luôn cái đấy cho chú, rồi 3m8. Rồi 3m8, 1m9 là 5m7. Rồi con nhổ cái kia 5m7 rồi. Ấy, lại mất ở à, không, con ui, vào trong vườn luôn. Vâng, thôi ra đi. 5m7 rồi, con để sát được cái đấy con. Đây có cột đây. Rồi để đi theo chéo. Đấy. Chéo chéo đây không? Vâng. Đến đây là 7m6 lên đây. Vâng. 7m6. Rồi. Một vòng nữa. 40 phân nữa. Là 8m. 4 phân chặt chẳng. Đây. Đây ông ạ. Đây. Con bỏ thôi thôi con. Đến đây ông ạ. Rồi. Đấy. Rồi. Nhổ cái này đi ông ạ. Mấy lần đi toàn bị quên thước ông bà con chú ạ. Có cái thước này là được chưa được 2m nữa. Ôi, cho nên là anh mấy chú cháu ông cháu mình làm vất vả quá. Vâng, bây giờ là chiều này là mình đo xuống. Đấy, Thanh ơi, kéo cho chú nào. Kéo vào đạp về cây ngô của ông. 5m. Chiều này mình lấy 5m đi. Đấy. Không cắm cho con một cái không? 1m9 là đến đây. Rồi, tiếp nào con nào. 1m9, 3m8 à. 3m8, rồi cho cái cột kia con. Đấy, từ từ con để. Đấy, con để trong cột. Rồi. Rồi. Dán vào đây. Đấy, để sát vào. Chưa biết. Khát toang này. Cái này. Rồi, đến đây ông ạ. 3m8 này. Rồi. Đấy, Thanh nhổ cái cột chưa? Đấy. 3m8. Cộng với 1m2 nữa là thành 5m. Đến đây ông ạ. Đấy, ông cắm giúp cho con ở đây. Rồi. Ui, vậy là còn quá là rộng luôn ông ạ. Sân dưới này còn cả mười mấy mét, 20 mét nữa cơ. Từ đây xuống. Nhờ. Đấy. Tùng ơi, em ra xe em lấy cuộn dây đỏ ấy. Bây giờ mình đo bằng cái đấy cho nó dễ. Rồi. Chả gì, buộc kìa. Quấn đằng này. Quấn. Thành cái vợ hình thù nó luôn. Vâng, mình chỉ cần đo bây giờ, đo cái này đây, đầu đây rồi. Em buộc cái này lại khỏi nó trào ra, ào ra. Ừ. Không. Rồi. Này thôi. Đấy, phải nó gỡ lung tung. Vâng, gỡ lung tung. Ông cầm giúp con một đầu nhá. Vâng. Để con
Đây ông qua bên kia không ạ? Đấy, em đi không buộc hắn vào không hay là thôi. Dạ là bây ông giữ để con đo, mình đo là qua chiều kia ông ạ. Vâng. Để nó lấy 8 mét gì đó. Rồi ông giữ đầu nhé con nhá. Vâng. Rồi. Đấy. Bây giờ ông con mình như làm thế này nó sẽ nhanh hơn. Chắc là phải thất thoát một vài cây ngô của ông. Quá đấy chò. Gì ăn cũng được chả. Dạ. Cho xa đâu nhá. Vâng. Vâng ạ. Rồi, tạm thời ở đây này. Đấy. 5 mét đến đây. Rồi, ông qua bên kia giúp con này. Không biết chỗ nó chưa nữa. Khuất chừng. Đây ông ạ. Đấy, chỗ. Ông đi vào đi ông. Đây này. Đấy. Ôi giời, khóc quá. Ông cho đúng cọc giúp con nhá. Vâng. Ông ạ. Vâng. Ông qua góc chéo kia giúp con với. Ừ. Đầu góc. Rồi. Chéo góc nữa là chuẩn đấy. Thật được chưa ông ơi? Vâng. Dạ rồi. Dạ. Ông xuống góc này giúp con. Đó có thợ chày. Ui. Ui. Rồi. Tạm thời như thế không ạ? Dạ. Rồi. Để con nó. Bây giờ là 8540 là 40 mét vuông. Vâng. Cứ trước mắt là mình đo như thế đâu không ạ? Vâng. Bởi vì nhà của cháu thì mình cũng điều kiện mình không có nhiều nên mình làm nhỏ nhỏ vừa thôi. Đang khan hiếm nguồn đấy. Vâng. Có nhà chắc chắn là không phải sợ gió bão này kia là vâng. Được rồi. Mừng lắm rồi. Cắm dồn cho nó hai cọc nữa đỡ mất. Cho nó đỡ quăn đâu ạ? Đây này, cái nào cũng hai cọc nữa. Vâng. Phải mãi đi. Rồi bé Thanh có kéo cho chúng ơn không đây? Chưa biết cái gì. Khổ. Biết cái gì đâu. Đang nói vui nói đùa như thật đấy chứ vâng. Lúc nãy. Vâng. Ở ông bà thì bây giờ chỉ biết là ông bà lo cho được cái gì thì biết cái đấy thôi. Vài năm nữa thì làm kiểu nào ông nhỉ? Vâng. Khó khăn đấy. Trước mắt cứ đo tạm sơ sơ như này để định hình ông bà của chú ạ, để tính về chi phí gạch mình cát mãi vật liệu. Lắm thì cũng đến đây thôi mà phải để sân chơi chứ. Vâng, đấy. Đây, dưới kia còn cả hơn chục mét ở đây không ạ? Vâng. Thoải mái. Rồi, con cho con mượn cái dao của ông ấy. Cắt luôn. Vâng, cắt luôn. Buộc cho nó chắc luôn. Ông có mừng không ông? Ừ, ông này có mừng ạ. Mừng chứ. Dạ, quá mừng ông nhá. Vâng. Vâng. Đến bản thân chúng con cũng cảm giác là có cái hy vọng cái này là rất là mừng rồi. Rồi. Ở trên cái mảnh đất này là Ngân cảm thấy rất là đẹp ông bà chú ạ. Nó bằng phẳng quá luôn mà nó rộng rãi. Đấy, làm cái nhà 40 mét vuông hai ông cháu đo từ nãy giờ là cảm giác cái nhà 40 mét vuông mà nó lọt thỏm vào trong một cái mênh mông một cái mảnh đất rất là vuông vắn và đẹp như thế này. Đấy, căn nhà là trên này. Còn sau này là sẽ ra ngoài sân ở ngoài này. May quá là chỗ này là cái mấy cây ngô này nó cũng nhỏ nhỏ. Ôi, nó không cần thiết mà kể cả nó trúng vào đấy. Vâng, không quan trọng mà. Trời. Vâng, nhà là đẹp hơn. Ta muôn vàn đời nó chứ. Vâng, nhà là quan trọng hơn đúng không rồi. Ạ? Vâng, ông bà giúp đỡ được cái căn nhà thì nó mới là cái quan trọng. Còn cây ngô thì lúc nào mình trồng lại cũng được. Miễn là các nhà hảo tâm, các nhà có lòng vâng. Tấm lòng nhân ái thì vâng. Giúp. Dạ. À, ông cháu ơi. Vâng. Cảm ơn lắm đấy. Vâng ạ, dạ. Cũng bớt đi vâng, bao nhiêu vâng. Cái gánh nặng ông ạ. Đúng rồi. Vâng, còn bằng cái tuổi như ông bây giờ mà bảo là bây giờ mà xây nhà cho cháu thì khó lắm. Ôi giời. Vâng. Để lấy đủ mà làm nữa. Vâng. Bây giờ thế này ông nhá, cái phòng ngủ là hai phòng như này. Vâng. Đấy, có thể là sẽ có những cái sự thay đổi một tí khi mà đăng tải video lên thì ông bà cô chú là sẽ góp ý thêm để cháu vâng. Cũng thay đổi làm sao có cái ngôi nhà nó vừa và nó hợp lý và tiết kiệm nhất. Vâng. Thì đây là phòng ngủ thứ nhất này, phòng ngủ thứ hai này. Vâng. Vâng. Đó. Còn bên kia là gian phòng khách. Dạ phòng khách. Với nhà vệ sinh và nhà bếp thì mình sẽ thiết kế. Vâng. Đó. Đây. Có thể là với cái làm như nhà như này thì lại phải làm nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ra phía ngoài. Ví dụ như thế không ạ? Okay. Vâng. Con là làm cái nhà này không ạ? Là sẽ làm khép kín. Vâng. Để ví dụ như trời mưa hoặc là ban đêm tối cháu mà một mình sợ thì
đi ra nhà vệ sinh thế này thế kia thì sẽ không phải đi ra bên ngoài trời đâu, mà mình làm luôn ở bên trong, khép kín ở trong nhà luôn để cho nó tiện, đúng không ạ? Vâng. Đấy, làm các cái ngôi nhà mà được ông bà giúp đỡ thì cháu thường là làm như thế. Vâng. Làm khép kín luôn. Cái này thì chia sẻ với ông bà cô chú là hai ông cháu cũng chỉ là gọi là đo trước thôi, chứ còn sẽ có những cái sự thay đổi cho nó hợp lý, kể cả về diện tích ngôi nhà, về cách chia phòng, làm sao cho phù hợp. Cho nên là cũng mong quý ông bà cô chú là có những cái góp ý, và Ngân sẽ lên một số những cái kênh YouTube mà có ông bà cũng bảo là cái mẫu nhà rất là đẹp, thì Ngân sẽ dành thời gian để xem lại những cái mẫu nhà như thế và sẽ áp dụng làm sao để nhà của cháu Thanh có một cái ngôi nhà vừa đẹp và đặc biệt nó đầy đủ cái công năng và cũng tiết kiệm chi phí tối đa nhất cho ông bà cô chú nhà hảo tâm, để cũng sớm có cái ngôi nhà cho cháu. Đấy thì về cơ bản là như thế này. Sau này thì phía trước sẽ là sân, còn phía sau này thì còn một khoảng trống rất là mênh mông này, thì nếu mà có điều kiện thì ông bà sẽ chăn nuôi ở phía xa xa cái góc bên chỗ cái bụi cây bương cây tre kia, để cho nó xa nhà cho nó thoải mái và nó cũng đảm bảo vệ sinh. Nhưng mà cái phần đấy thì Ngân cũng chưa có nói đến, bởi vì là trước mắt là để làm sao đấy để hoàn thành cái ngôi nhà đó, và cũng rất là mong quý ông bà cô chú là sẽ thương giúp đỡ thêm cho cháu, cho ông để ngôi nhà sớm được hoàn thiện. Ông ơi, hình như là hôm trước ông nói là cái hướng gió là nó từ bên phía những cái dãy núi đá này qua, đúng không? Khi nó ép đằng này đi nè. Vâng. Thế nhưng mà như nhà của cháu ở đây là yên tâm nhỉ. Vâng. Bây giờ vướng lại có những cái này che từ phía sau. Vâng. Đó, nó cũng rất đúng hay. Cái trường hợp mà đi theo cái khe này lắm. Vâng. Đi vâng. Trên này nó tạt trên vâng. cao kia. Vâng, nó đi nó thường nó đi trên cao vâng. cho nó vướng vào những cái vâng. cái trên này, bắt đầu nó mới ra cái phía cái lều của ông á, thì nó mới bắt đầu là nó thành cái gió xoáy được. Chứ còn ở dưới này nó lại rất là yên tĩnh, không sao đâu đấy. Vâng, ở khu này là yên tâm, ông bảo chú ạ. Thôi trước mắt là như thế ông nhỉ. Vâng. Ông cháu mình đi sang đâu nhỉ? Vâng. Bên kia là hiện tượng là sắp mưa to rồi, không kịp chạy. Báo không mưa mà, sao cháu thế nào? Vâng. Đấy, mong quý ông bà cô chú là cũng theo dõi video thì cũng góp ý thêm với Ngân, để Ngân có cái cách thiết kế là sẽ đẹp hơn, khác với những căn nhà khác đi cũng được. Ngân luôn lắng nghe những cái sự góp ý của các ông bà cô chú để có những cái ngôi nhà đẹp nhất cho các cháu. Rồi mình đi qua bên nhà thôi nha. Đấy, sau này là cửa là mình cổng là mình vào đây luôn ông nhỉ? Vâng, vào đây, vâng, vào đây, vào thắng. Cổng này sẽ vào đây luôn, từ đây vào luôn. Ôi, chào cháu nhá. Bạn đấy. Bạn à? Vâng. Bạn của Thanh đấy. Của Thanh à? Ừ. Bạn Chí Kỷ. À, bạn Chí Kỷ à? Hôm nay thì chú Ngân chỉ có vội vàng mua được gói bánh này cho Thanh thôi. Ồ, may quá nhỉ, có vâng. có bạn đến chơi nhỉ. Vâng. Cảm đó. Xin chú đi. Đây. Đây này. Quà nhá. Xin chú ạ. Rồi, chia cho bạn với nhá. Dạ. Đó, hôm nay là nghỉ học buổi chiều là hai đứa là về đây cái tròi này chơi đấy. Vâng. Chuẩn bị làm nhà mới rồi, bé Thanh có vui không nhỉ? Dạ có, con rất là vui chú ạ. Rồi, thật ra thì hôm nay là chú Ngân với ông là đo như thế thôi, nhưng mà cũng chưa làm ngay được nhé. Dạ. Cho nên là cũng từ từ để chú Ngân sắp xếp ra, nhưng mà cũng có hy vọng rồi nhé. Dạ. Mai mốt thì có các ông bà các cô chú giúp đỡ thêm thì chú Ngân mới bắt đầu triển khai mới làm được nhé. Dạ. Ông ơi, hiện tại là con thấy nó cũng chuẩn bị là mưa rồi. Vâng. Cho nên là công việc ngày hôm nay thì con cũng về đây để báo cái tin rất là phấn khởi cho ông bà với các cháu là như thế. Vâng. Như vậy là cũng có những cái hy vọng rồi. Và vâng. cháu cũng sẽ triển khai dần dần trong cái thời gian tới này. Thì mong là ngôi nhà sẽ sớm được hoàn thiện để ông bà với lại cháu cũng chuyển qua bên kia sống. Mùa mưa gió bão này cũng yên tâm không ạ? Chứ ở đây thì nhiều khi cũng lo, mà bản thân chúng cháu không biết thì thôi không ạ? Nhưng đã biết hoàn cảnh của mình như này thì cũng nhiều khi mưa gió là cũng lo nấm nớp và sợ là không biết là ông bà ở đây có ngôi nhà có bị ảnh hưởng hay gì không. Cho nên là cháu cũng quay đi quay lại là như thế. Vâng. Vâng, cậu, vâng cũng lo không nhỉ? Vâng. Thì thôi bây giờ thì cháu xin phép đã. Và chúc cho ông bà mạnh khỏe. Và có cái tin vui thì cháu sẽ quay lại để báo cho ông bà. Vâng, để triển khai. Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn các ông bà, các chú đã đến đưa cái tin vui cho gia đình. Dạ, vâng. Chân thành cảm ơn. Dạ, vâng. Thì có gì thì cháu sẽ quay lại ông nhá. Vâng. Bé Thanh cảm ơn các ông bà, chào các ông bà đi con. Cháu cảm ơn các ông bà, cháu chào các ông bà. Cháu cảm ơn bác lòng Chúa thương xót ạ.
Cháu cảm ơn bác lòng chú sâu sắc ạ. Dạ rồi, cháu cảm ơn bố của chị Quý ạ. Cháu cảm ơn bố của chị Quý ạ. Dạ rồi, cháu cảm ơn chú Toàn ạ. Cháu cảm ơn chú Toàn ạ. Rồi, ngoan nhá, ngoan cho ông bà nhá. Chúng con sẽ sớm quay lại nhá. Bà ơi, cháu xin phép đây. Vâng, dạ, xin phép ông, không thì lại mưa ông ạ. Vâng, con chào ông. Dạ. Vâng, đây, chuẩn bị mưa rồi các bạn. Cũng tối sầm rồi hết rồi. Hôm nào thoáng thoáng này. Vâng, dạ, vâng. Chơi cho nó hàn. Vâng, hôm nào đâu ông ạ. Vâng, khi nào mà triển khai làm nhà đó. Đây, cháu thấy đây, cũng mây đen kéo đến đùn đùn hết đây này. Chuẩn bị là sẽ có lại có dông bão mưa to luôn đấy. Dạ, kính thưa toàn thể quý ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Ngày hôm nay khi mà trở lại nhà ông bà với cháu Thanh, tuy là chưa có thể triển khai được nhưng mà cũng đã có những cái hy vọng bước đầu khởi sắc, và Ngân cũng sẽ triển khai dần dần để ngôi nhà cũng sớm được hoàn thiện ông bà cô chú ạ. Bởi vì là đã có cái số tiền của anh lòng chú thương xót chuyển qua từ trường hợp của cháu Yên Nhi, Ngân cũng cầu mong là sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà, các cô chú, để Ngân cũng sớm là nhập vật liệu về làm cùng song song một lúc với nhà của cháu Hương và cháu Hoa. Video ngày hôm nay thì Ngân sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngân xin kính chào.